Thì mình sinh năm 1989 và mình làm việc với Orelam hơn 2 năm rưỡi. Và hiện nay mình đang là giữ chức danh Director, một giám đốc kinh doanh độc lập của Orelam. Ngoài ra mình cũng đang là trưởng đội nhóm người mình Group. Thì đội nhóm người mình Group là một đội nhóm mà các bạn sinh viên làm với công việc là tư vấn bán hàng cái sản phẩm Orelam. Thì với hơn 2 năm rưỡi làm việc thì có những cái sự trải nghiệm và có những cái kinh nghiệm trong vấn đề bán hàng cũng như phân phối cái sản phẩm Orelam. Thì thông qua cái vấn đề của bạn tiền thì nó cũng chia sẻ với tất cả các bạn. Thứ nhất khi mà chúng ta làm việc một đội nhóm thì Thắng cũng đã xây dựng một cái tiêu chí phương châm làm việc của nhóm, đó là mang đến cái sự mang đến những dòng sản phẩm tốt của Orelam đến với khách hàng. Ngoài ra có một cái tiêu chí nữa, đó là cần phải chăm sóc khách hàng là tốt, cũng như khai thác và khám phá cái khai thác và phát triển cái thị trường, và mong muốn phát triển cái nhóm GB Group trở thành một trong những đội nhóm mạnh nhất ở khu vực miền Trung và chiếm thị phần lớn nhất ở khu vực miền Trung. Thì với những cái mong muốn đó thì đội nhóm GB Group đã bắt đầu làm việc với tất cả những cái nhiệt huyết của từ các ban quản trị cũng như các tư vấn viên. Thì về cái vấn đề mà khích lệ động viên thì đối với Thắng thì làm việc với các bạn trong nhóm, Thắng luôn đưa ra cái mục tiêu và cũng như những cái gì mà các bạn tư vấn viên đạt được, mục tiêu đó cho các bạn cái điều gì, rồi sau đó lay kế hoạch để đạt được cùng với các bạn. Rồi còn vấn đề về quan tâm đến kết quả thì bản thân khi mà làm việc cùng với Orelam, Thắng đã học được cái học viện quản lý. Và đối với cái phong cách quản lý của người nước ngoài, người ta luôn hướng đến cái kết quả, bởi vì khi làm việc với Orelam thì chúng ta quan tâm đến doanh thu, mà muốn phát triển đội nhóm thì chúng ta phải phát triển về doanh thu, cũng như doanh thu sẽ mang lại thu nhập, doanh thu càng cao thì thu nhập của chúng ta càng cao, nên cái vấn đề quan trọng về kết quả cũng là một cái yếu tố rất là cần để ý. Thì đối với Thắng đều có hai cái hướng làm việc, đó là vừa quan tâm về kết quả vừa quan tâm về quá trình. Bởi vì Orelam thì người ta chỉ quan tâm về kết quả, không quan trọng cái quá trình. Nhưng đối với Thắng thì là lãnh đạo một nhóm mà các bạn trẻ thì nó phải quan tâm đến cái quá trình của các bạn phát triển cái doanh thu của mình như thế nào, cũng như là cái kết quả bạn đạt được đã xứng đáng với những gì các bạn đã làm hay chưa. Thì đối với Thắng, Thắng luôn định hướng cho các bạn thấy được cái khả năng hiện tại của các bạn ở mức nào và đặt ra những cái mục tiêu cụ thể cho các bạn phù hợp với khả năng của mình thôi, và cùng với các bạn đó lay cái kế hoạch cụ thể theo sát các bạn, định hướng cho các bạn thấy là các bạn đang làm đúng và làm sai ở điểm nào. Và sau một tháng thì chúng ta sẽ thống kê lại cái doanh số cũng như kết quả của các bạn. Thì ở đây là chúng ta làm việc theo từng tháng và kết quả sẽ thống kê theo từng tháng. Nên qua một tháng các bạn có thể rút ra được những cái điều mà các bạn